chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì tối ưu không gian làm việc luôn là yếu tố hàng đầu mà hầu hết tất cả mọi người đều hướng đến. Có thể giúp tiết kiệm lên đến 40% không gian so với các màn hình có kích thước tương đương. Thì Samsung The Space sẽ có gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Lý do mà màn hình này giúp các bạn tiết kiệm diện tích làm việc rất là đơn giản. Thay vì một chiếc màn hình bình thường chứa chân đế mà khi các bạn đặt ở trên bàn thì chân đế và cả màn hình sẽ chiếm nguyên một phần ở trên bàn, sẽ khá là vướng khi mà các bạn sẽ có quá nhiều giấy tờ, văn bản, đồ dùng mà khoảng hẹp ở phần chân đế khi ở một chiếc màn hình bình thường sẽ không làm cho không gian làm việc của các bạn trở nên thoải mái được. Và để tận dụng tối đa không gian làm việc thì thiết kế của The Space chính là thiết kế chân đế dạng kẹp, cho phép các bạn cố định màn hình vào nhiều loại bàn với độ dày mỏng khác nhau, tối đa thì có thể lên đến là 9cm. Phần chân đế này thì còn được thiết kế theo dạng bản lề kép. Nói một cách dễ hiểu hơn thì là một dạng bản lề sẽ giúp các bạn thay đổi các góc của màn hình một cách vô cùng thuận tiện này. Phần bản lề bên dưới này thì sẽ giúp cho các bạn nâng màn hình lên, hạ màn hình xuống. Phần bản lề bên trên sẽ giúp cho các bạn ngửa màn hình lên, ngửa màn hình xuống với những góc nhìn và tư thế sử dụng khác nhau, rất là đa dạng và phục vụ được nhiều nhu cầu của rất là nhiều người dùng nhiều nhất có thể. Một điểm cộng nữa cho phần thiết kế chính là các bạn có thể làm gọn gàng và ngăn nắp không gian làm việc của mình hơn với phần thiết kế giấu dây cáp của Samsung. Đi kèm với màn hình thì Samsung sẽ có trang bị một sợi dây cáp hình chữ Y, sẽ bao gồm cổng xuất hình HDMI và một cổng nguồn. Và chính vì sợi dây 2 trong 1 này thì đây là các bạn hoàn toàn có thể cho sợi dây này vào phần rãnh của chân đế, giấu đi thì vô cùng khéo léo, sẽ làm cho không gian làm việc của các bạn gọn gàng nhất có thể. Cổng kết nối thì sẽ là đặt hết ở phần đằng sau, sẽ bao gồm cổng nguồn, HDMI, mini DisplayPort và USB Type-A. The Space thì sẽ có thiết kế 3 cạnh không viền rất là tinh tế này, sẽ giúp cho các bạn đầu tiên là sẽ có một chiếc màn hình đẹp. Thứ hai thì về trải nghiệm với góc nhìn rộng lên đến 178 độ thì khi làm việc, xem phim, giải trí sẽ có cảm giác kích thước lớn hơn, tăng diện tích cho màn hình. Thứ ba là nếu như các bạn có nhu cầu dùng hai màn hình thì với hiệu ứng không viền sẽ cho cảm giác là liền mạch hơn khi các bạn làm việc và không gây khó chịu một chút nào cả. Với kích thước 32 inch, độ phân giải 4K, tấm nền VA thì The Space sẽ có góc nhìn này, chất lượng màu sắc khá là tương đương với những tấm nền IPS khác. Là một hãng chuyên về màn hình thì chính vì thế chất lượng tấm nền của Samsung rất là tốt, từ màn hình máy tính này cho đến màn hình điện thoại. Và nếu như nhắc đến màn hình thì hầu hết Samsung sẽ là cái tên mà rất là nhiều người nghĩ đến ngay đầu tiên. Độ sáng thì sẽ là 250 nits này, 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 72% NTSC và tần số quét là 60Hz. Với độ trễ là 4mm G2G thì The Space sẽ phục vụ chủ yếu là nhu cầu văn phòng. Vẫn sẽ có các tính năng cần thiết như là chống nháy hình này, bảo vệ mắt của các bạn và sẽ có cả chế độ chơi game nếu như các bạn có nhu cầu để có thể giải trí. Thêm vào đó thì nếu như mà cần các tác vụ đa nhiệm thì tính năng là Picture by Picture cũng sẽ giúp cho các bạn chia màn hình. Ở chế độ này thì các bạn có thể thiết lập màn hình của mình chia làm 2, làm 3, thậm chí là làm 4 để có thể thao tác này, linh hoạt và làm việc với nhiều các tác vụ hơn trên một chiếc màn hình của mình. Chế độ Picture in Picture thì cũng sẽ giúp các bạn có một màn hình nằm ở bên trong màn hình chính để có thể làm việc này một cách hiệu quả hơn rất là nhiều. Tổng kết lại thì nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu màn hình vừa được đầu tư về thiết kế này, vừa tiết kiệm được không gian làm việc, còn vừa đa tác vụ, thì với mức giá hơn 19 triệu đồng, link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.